19 giờ 17 phút ngày 31 tháng 5 năm 2022, phạm nhân Triệu Quân Sự đã vượt ngục khỏi nơi giam giữ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều người bắt giữ. Đây là đối tượng nguy hiểm từng phạm tội giết người, cướp của, manh động và đã 3 lần vượt ngục. Cuối năm 2015, khi đang thụ án tại trại giam ở Quảng Ngãi, Sự cùng với một phạm nhân khác đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam để tẩu thoát, bị bắt vào năm 2016 và nhận thêm 6 năm tù. Nhưng chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, Sự lại đào thoát. 15 ngày sau, Sự mới bị bắt lại và đang phải chấp hành hình phạt tù chung thân, nhưng vẫn vượt ngục thành công tuy chỉ được một ngày. Sau vụ Triệu Quân Sự, chiều ngày 7 tháng 12 năm 2023, hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Xuân Hà, cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã trốn trại. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tổng lực hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy, các cấp chốt chặn trên các nẻo đường, kiểm tra mọi ngõ ngách để truy lùng hai phạm nhân bỏ trốn. Phạm nhân Phan Công Thành đang chấp hành hình phạt tù hai bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày. Người thứ hai là Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024, lực lượng cảnh sát tỉnh Thanh Hóa đã bắt được Mai Văn Đệ khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực rừng Xến ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung sau 24 giờ bỏ trốn tại trại giam số 5, Bộ Công an. Công an Thanh Hóa đã huy động khoảng 400 lực lượng công an nhiều đơn vị cùng lực lượng dân quân tự vệ vào khu vực rừng Xến, nơi phạm nhân Mai Văn Đệ bỏ lại chiếc taxi cướp dọc đường để lẩn trốn.